À, vâng thưa quý vị, và chúng ta đã hết một lượt rồi và những gương mặt đã trôi đi rồi. À, nhưng còn một người nữa đến rất là sớm với cả câu lạc bộ. Chính vì vậy mà bây giờ không để về chị phải chờ lâu thêm nữa. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của chị Nguyễn Kim Ngân cùng một người bạn của chị với ca khúc được mang tên Phút Cuối. Vâng ạ, xin mời chị Nguyễn Kim Ngân và người bạn của chị ạ. Em Ngân xin chào tất cả các anh các chị. Đen cho em là hôm nay em chọn bài Phút Cuối nên chắc là cái gì cũng hết. Ngày nào tình ta đã phai.
cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương ngày vui. Là không biết anh về nơi cuối trời. Anh ơi bao giờ nhớ thương.